sản phẩm đắt tiền đầu tư vào cái mảng thành phần khác gì so với cái sản phẩm rẻ tiền hơn. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình nghĩ rằng là video của mình ngày hôm nay thì sẽ là một cái video rất là thú vị. Hiện tại ở trong cuộc sống và ở trên mạng xã hội thì có rất là nhiều những cái tin đồn đoán này, những cái quan niệm liên quan tới mảng làm đẹp. Thì liệu những cái quan niệm như vậy thì là đúng hay là sai? Và hôm nay thì mình đã chọn ra một số những cái quan điểm và những cái quan niệm này, một số những cái tin đồn liên quan tới cái mảng làm đẹp, và mình sẽ đính chính cho các bạn. Và các bạn yên tâm là mình không có lấy mỗi kinh nghiệm bản thân hay là dựa trên cái quan điểm của mỗi bản thân mình để mình có thể đính chính được cho các bạn đâu, mà mình đã phải tìm hiểu từ rất là nhiều những cái nguồn chính thống, những cái nguồn mà chúng ta có thể tin tưởng được. Vậy nên là các bạn có thể là yên tâm phần nào với cái nội dung mà mình chuẩn bị chia sẻ cho các bạn. Quan niệm đầu tiên mình muốn nói tới đó chính là cái quan niệm đi ngủ. Mọi người thường nói rằng là cái giấc ngủ tốt, cái khung giờ vàng để đi ngủ ấy, đó chính là tầm khoảng từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Thì liệu nó có đúng hay sai? Thì cái câu trả lời sau khi mình đã tìm hiểu một số những cái nguồn chính thống đó chính là nó không đúng lắm. Tức là nó cũng không phải là sai 100%. Lý do là vì sao? Trong cái mình đi ngủ ấy, tầm khoảng từ 10 giờ đến 2 giờ sáng là cái lúc mà cái cơ thể của chúng ta nó sẽ tiết ra được cái hormone tăng trưởng nhiều nhất. Thế nhưng vấn đề là cái hormone tăng trưởng đó chỉ được tiết ra khi mà chúng ta có cái giấc ngủ sâu. Tức là nếu như mà các bạn có cố gắng lên giường trước 10 giờ để trong khoảng 10 giờ đến 2 giờ các bạn có ngủ chăng nữa ấy, mà đầu óc của các bạn nó cứ trằn trọc, hoặc là cái giấc ngủ của các bạn nó không ngon, nó không sâu ấy, thì dù các bạn có ngủ sớm như thế nào chăng nữa nó cũng sẽ không có hiệu quả. Hormone tăng trưởng thì sẽ được tiết ra nhiều nhất trong cái giấc ngủ sâu, khoảng 3 giờ sau cái lúc mà mình bắt đầu ngủ. Và tác dụng của hormone tăng trưởng lên da của chúng ta đó chính là nó sẽ hấp thụ những cái phần dinh dưỡng này, sau đấy nó sẽ chuyển hóa này, tổng hợp protein, và nó sẽ kích hoạt những cái tế bào để khiến da của chúng ta nó đủ ẩm hơn và da của chúng ta nó cũng sẽ đẹp hơn. Và nếu như chúng ta thức khuya này, chúng ta chơi điện tử này, rồi xem tivi này, hoặc là xem điện thoại này, thì trong những cái thiết bị như vậy nó sẽ chứa cái ánh sáng blue light, và khi mắt của chúng ta nó tiếp xúc với cái ánh sáng blue light thì tự khắc là não bộ của chúng ta nó sẽ khó tiết ra cái melatonin, và khi cái melatonin nó khó được tiết ra thì chúng ta sẽ khó đi vào cái giấc ngủ sâu hơn. Vậy nên là với những người mà người ta sử dụng những cái sản phẩm thiết bị điện tử trước khi mà người ta đi vào giấc ngủ này, hoặc là những người nào mà có những cái căng thẳng, có những cái stress ấy, thì tự khắc là đến ngày hôm sau da mặt của họ nó sẽ trở nên là xám này, hoặc là da của họ sẽ trở nên là khô hơn này, hoặc là da của họ nó sẽ không có được cái sự ẩm mượt. Và trong quan điểm này thì một số bạn cũng có cái câu hỏi đó chính là, và nếu như mà chúng ta không có thời gian để ngủ đủ hàng ngày mà chỉ có mỗi cuối tuần để có thể có được cái giấc ngủ ngon thôi, thì liệu chúng ta ngủ đủ cho cái khoảng thời gian cuối tuần đấy để bù cho cái khoảng thời gian trong tuần chúng ta không ngủ có được không? Và trước khi trả lời cho câu hỏi này thì mình sẽ hỏi các bạn một câu, là các bạn có bao giờ có một bữa ăn nào mà mình ăn một lần mình no cả tuần không? Mình nghĩ rằng là sẽ không có ai trả lời là có cả. Và hormone tăng trưởng của chúng ta cũng vậy, nó không có cái khả năng là tồn đọng trong cơ thể. Vậy nên là các bạn không thể nào mà một thời gian dài các bạn thức khuya rồi đến cuối tuần các bạn ngủ bù lại được. Quan điểm tiếp theo mọi người thường nói đó chính là khi mà chúng ta yêu vào ấy thì chúng ta sẽ trở nên đẹp hơn. Thì cái quan niệm này là đúng. Khi chúng ta yêu thì chúng ta sẽ tiết ra ba loại hormone. Hormone thứ nhất đó chính là hormone được gọi tắt là PEA. Thì cái chất này nó giống như là một cái liều thuốc tự nhiên của tình yêu vậy ạ. Nó sẽ khiến cho đầu óc của chúng ta bay bổng này, cái tâm trạng của chúng ta nó trở nên là tốt hơn này. Ngoài ra thì hormone này còn khiến da và mắt của chúng ta đủ ẩm này, và nó cũng sẽ kích thích sản sinh thêm cái estrogen của nữ. Hormone tiếp theo đó chính là hormone estrogen. Trong cái quá trình yêu thì cơ thể nữ cũng tiết ra rất là nhiều những cái estrogen, và cái hormone này đó chính là nó sẽ giúp cho chúng ta có được cảm giác là nữ tính hơn này, da của chúng ta nó sẽ trở nên là đẹp hơn này, tóc móng của chúng ta nó sẽ trở nên là khỏe hơn. Và thêm một điều nữa đó chính là cái sai ngực của chúng ta nó cũng sẽ nhỉnh hơn một chút nữa. Về cái hormone estrogen này thì mình nghĩ rằng là mình cũng đề cập rất là nhiều cho những cái video trước đấy rồi. Và hormone thứ ba chúng ta tiết ra khi mà chúng ta yêu ấy, đó chính là cái endorphin. Thì cái hormone này nó giống như là một cái morphine nội sinh, viết tắt của cái cụm từ như thế này. Khi cơ thể của chúng ta tiết ra cái hormone này, chúng ta sẽ có cảm giác là an toàn và hạnh phúc. Và một số nghiên cứu người ta còn nói rằng là cái endorphin này thì nó còn có cái khả năng gọi là giảm đau gấp 6 lần so với morphine. Và hormone này được tiết ra khi mà các bạn gặp những người mà các bạn có cái sự tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng tận đáy lòng dành cho họ. Thế nhưng nếu như mà các bạn không có được người như vậy thì các bạn cũng có thể làm tăng cái endorphin trong cơ thể con người bằng cách là các bạn nạp những cái thực phẩm, ví dụ như là chocolate này, hoặc là những cái sản phẩm, không phải sản phẩm, là những cái thực phẩm nó có chứa capsaicin. Capsaicin thì có rất là nhiều trong những cái thực phẩm nó có vị cay, ví dụ như là ớt. Và quan điểm tiếp theo mọi người thường nói đó chính là không phải là cứ sử dụng mỹ phẩm đắt tiền thì sẽ là tốt ý. Thật ra là quan điểm này ý, thì là các bạn đang có cái sự so sánh khá là sai ở đây. Và để so sánh thì các bạn cần phải so sánh hai cái sản phẩm có cùng cái active ingredient với nhau. Chứ còn nếu như mà các bạn so sánh như cái kiểu ví dụ như là các bạn hợp với cả ceramide chẳng hạn, mà các bạn sử dụng cái sản phẩm rẻ tiền hơn nó có chứa ceramide, thế nhưng mà các bạn không hợp với cả vitamin C nồng độ cao, thế nhưng mà cái
vitamin C nồng độ cao nó lại nằm trong cái sản phẩm đắt tiền hơn chẳng hạn. Và đến khi mà các bạn mua cái sản phẩm đắt tiền hơn, các bạn sử dụng vì da các bạn không hợp với vitamin C nồng độ cao mà, thì các bạn sẽ bị kích ứng, các bạn sẽ bị break out, các bạn sẽ dùng không hợp. Và khi mà các bạn sử dụng cái sản phẩm rẻ tiền hơn, nó có chứa cái thành phần ceramide và da của các bạn nó phù hợp với ceramide, thì chắc chắn là cái sản phẩm rẻ tiền hơn này các bạn sử dụng, các bạn sẽ cảm giác rằng là nó phù hợp với da các bạn hơn. Thế nhưng không phải là do cái sản phẩm đắt tiền này là sản phẩm không tốt, mà là các bạn đang lựa chọn những cái sản phẩm mà nó có cái thành phần không phù hợp với làn da của bạn, hoặc là cái tỷ lệ thành phần nó quá cao để mà có thể đáp ứng được trên da của bạn. Và cái sự so sánh này thì cũng sẽ không có phù hợp với những cái sản phẩm mà người ta đầu tư vào cái bảng thành phần, và với cái sản phẩm đắt tiền thế nhưng mà người ta lại đầu tư vào cái mảng marketing, tức là những cái sản phẩm mà người ta quá chú trọng tới cái vấn đề marketing này, hoặc là quá chú trọng tới cái vấn đề packaging, hoặc là nó mất quá nhiều tiền để mà có thể là branding cái thương hiệu của họ. Sản phẩm đắt tiền đầu tư vào cái mảng thành phần khác gì so với cái sản phẩm rẻ tiền hơn? Thứ nhất đó chính là thành phần. Các loại trà xanh mà người ta thu đại trà nó sẽ khác với loại trà xanh mà người ta thu chọn lọc, chỉ chọn ra những cái búp tươi nhất, ngon nhất ở những cái nơi mà người ta trồng cái trà xanh tốt nhất. Nó sẽ khác nhau về cái hàm lượng dinh dưỡng và cái hàm lượng chất chống oxy hóa. Tiếp theo đó chính là cái quy trình sản xuất. Cái dạng collagen thông thường nó sẽ khác với cả collagen peptide. Tức là cái collagen thông thường nó sẽ có cái tỷ lệ phân tử cao và nó sẽ chỉ nằm ở trên bề mặt da thôi. Còn với những cái collagen peptide nó có cái hàm lượng phân tử thấp ý, và nó được cắt nhỏ ra rồi, thì nó sẽ dễ dàng len lỏi qua những cái lớp sừng ở trên bề mặt da và nó sẽ đi sâu bên trong da của mình. Đó chính là sự khác nhau của cái kích cỡ phân tử. Và tiếp theo đó chính là tán dơ đi kèm. Tại sao cùng là một cái hoạt chất trị mụn này, cùng cái nồng độ như nhau, thế nhưng với cái sản phẩm này các bạn sử dụng thì các bạn cảm thấy rằng là nó có nhiều những cái kích thích ở trên da của mình hơn. Da của mình trở nên là đỏ hơn này, bong rát hơn này, ngứa ngáy khó chịu hơn. Thế nhưng khi mà các bạn sử dụng cái sản phẩm này thì các bạn cảm thấy rằng là da của mình nó dễ chịu này, không có bị quá ngứa này, không có bị quá căng rát ở trên da. Thì đó chính là cái tá dược đi kèm của hai cái sản phẩm này, nó khác nhau. Với những cái sản phẩm rẻ tiền hơn thì người ta sẽ không có chú trọng quá là nhiều vào những cái tá dược đi kèm, vì họ sẽ giảm cái gọi là chi phí sản xuất xuống thấp nhất có thể. Còn với cái sản phẩm đắt tiền ấy thì họ sẽ cố gắng làm sao mà đem tới cái cảm giác, cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Vì vậy nên là người ta sẽ nghiên cứu cái tá dược đi kèm, dùng những cái sản phẩm có cái chất lượng tốt hơn. Và chính điều này cũng sẽ khiến cho cái giá thành của sản phẩm trở nên là cao hơn. Và sắp tới hè rồi thì có rất là nhiều bạn có cái quan niệm chống nắng, đó chính là sẽ phải bôi lại kem chống nắng trong ngày, vì kem chống nắng chúng ta bôi buổi sáng thì sẽ không có tác dụng tới tận chiều được. Và quan niệm này thì không có đúng. Ngoài cái việc mà các bạn bôi lại kem chống nắng trong ngày thì còn có rất là nhiều những cái giải pháp khác để mà các bạn có thể reapply lại kem chống nắng trong ngày được. Ví dụ như là các bạn có thể là sử dụng thêm những cái phấn nó có khả năng là chống nắng này, hoặc là các bạn có thể là sử dụng thêm những cái xịt chống nắng này, hoặc là các bạn cũng có thể là uống bổ sung thêm một số những cái viên chống nắng nội sinh, thì nó sẽ tăng cái khả năng gọi là chống cái oxy hóa ở bên trong cái cơ thể của chúng ta. Mặc dù mình là một người chống nắng rất là kỹ, thế nhưng mình không có bao giờ là tẩy trang đi rửa mặt trong ngày để mà bôi lại kem chống nắng cả, vì làn da của mình thì quá là nhạy cảm, và nếu như mình rửa mặt quá nhiều lần trong ngày như vậy thì da của mình nó sẽ bị kích ứng. Còn nếu như mà mình rửa nó không kỹ, mình chỉ lau sơ sơ hoặc là mình bôi trực tiếp cái kem chống nắng mới lên trên cái nền da cũ ấy, thực sự là nó sẽ khiến cái lỗ chân lông của mình nó bị bít tắc. Vì ở trên bề mặt da của mình thì đâu phải chỉ có mỗi cái lớp kem chống nắng không đâu, nó còn có lớp dầu tự nhiên của da được tiết ra trong ngày này, nó còn có rất là nhiều những cái vi khuẩn bụi bẩn từ bên ngoài không khí xâm nhập vào da của chúng ta nữa. Và có điểm tiếp theo, mọi người thường nói rằng là bắt buộc phải sử dụng những cái sản phẩm oil dưỡng, tức là những cái sản phẩm dầu dưỡng trong cái bước cuối cùng của cái chu trình skincare ấy. Thế nhưng mà thực tế là cái quan niệm này là cái quan niệm sai, vì còn tùy vào cái thành phần dầu này, và còn tùy vào cái công dụng mà các bạn mong muốn rằng là cái sản phẩm đấy mang lại cho mình ấy, thì các bạn sẽ có những cái cách sử dụng khác nhau. Ví dụ như là những cái sản phẩm dầu được chiết xuất từ động vật là squalane chẳng hạn, thì nó sẽ giống với cái bã nhờn trên da của chúng ta, vì vậy nó sẽ có khả năng là khóa ẩm, tức là như là một cái nắp vung đậy lên trên những cái bề mặt da của chúng ta để tránh cái việc mà thoát hơi nước ra bên ngoài ấy. Thì dạng dầu như vậy thì chúng ta nên sử dụng ở trong cái bước cuối cùng trong cái chu trình skincare. Thế nhưng mà với những cái dạng dầu mà nó có cái texture nhẹ hơn, lỏng hơn, có khả năng là thẩm thấu tốt hơn ý, ví dụ như là cái sản phẩm dầu này của Aderbion, người ta sử dụng trước cái bước toner, tức là nó sẽ có cái tác dụng mà làm mềm da để giúp cho những cái sản phẩm tiếp theo đấy nó sẽ đi vào trong da của mình dễ hơn. Vậy nên là trong dưỡng da này có rất là nhiều những cái trường hợp đặc biệt và các bạn không cần thiết là phải quá là máy móc. Và quan điểm tiếp theo đó chính là sử dụng những cái sản phẩm thiên nhiên thì nó sẽ lành tính với da và chắc chắn là sẽ không bị dị ứng kích ứng ý. Thì đây là cái quan điểm cực kỳ là sai. Tại sao? Đó chính là vì với những cái sản phẩm skincare từ bên ngoài thiên nhiên, ví dụ như là dưa chuột chẳng hạn, thì ngoài cái chất mà chúng ta mong muốn ra là cái quả dưa chuột đấy nó sẽ đem tới cái làn da đẹp cho chúng ta ấy, thì còn có rất là nhiều những cái tạp chất khác và da của chúng ta không cần những cái tạp chất đấy. Và nếu như chúng ta đắp cái miếng dưa chuột đấy lên trên da ấy, thì nó cũng sẽ có những cái tạp chất, có những cái thành phần mà da của chúng ta không cần tới. Và nếu như mà da của các bạn quá nhạy cảm với cái tạp chất đấy thì các bạn sẽ bị kích ứng. Và thêm một điều nữa đó chính là với những cái
dưỡng da từ thiên nhiên, ví dụ như là đắp quả này đắp quả kia ấy, thực tế là nó cũng không có đem lại quá nhiều những cái lợi ích ở trên da của chúng ta. Vì những cái thành phần ở trong những cái củ quả như vậy thì nó sẽ có cái tỷ lệ phân tử rất là cao, vì nó không có được trải qua cái bước mà cắt nhỏ những cái thành phần đấy ra, không có được trải qua những cái bước là chất lọc những cái thành phần đấy ra, không thể hấp thụ được qua da này, và nó cũng sẽ có những cái tỷ lệ liều lượng không đủ để khiến da của chúng ta trở nên là đẹp hơn. Vậy nên là các bạn đừng có nghĩ rằng là cứ xài đồ thiên nhiên thì da của mình sẽ đẹp hoặc là sẽ không có bị khả năng kích ứng. Những cái sản phẩm mỹ phẩm ở trên thị trường hiện tại thì cũng có rất là nhiều những cái dẫn xuất từ thiên nhiên, thế nhưng mà người ta đã phải chất lọc, là người ta đã phải gọi là trải qua một cái quá trình cực kỳ là dài, cực kỳ là cẩn thận thì họ mới lấy ra được những cái tinh túy nhất của cái loại quả đấy hoặc là loại củ đấy thì họ cho vào trong cái sản phẩm của họ. Ok, vậy là mình đã chia sẻ xong những cái quan niệm đúng sai liên quan tới mảng làm đẹp. Và nếu như mà các bạn có những cái quan niệm này hoặc là những cái gọi là tư tưởng làm đẹp khác mà các bạn muốn mình đính chính hoặc là muốn mình tìm hiểu thêm ý, thì các bạn hãy comment phía dưới cho mình cùng biết nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video của mình ngày hôm nay, và đừng quên rằng là hàng tuần mình sẽ cố gắng video mới. Vậy nên là các bạn hãy ấn nút chuông nhé để khi mình ra video mới các bạn sẽ có thông báo đầu tiên. Và nếu như các bạn muốn follow mình nhiều hơn ở trên các social media thì có thể follow mình trên Instagram hoặc là trên Facebook. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.